Ơi, hai cơ ông cháu chuẩn bị ráp một con diều 3 mét. Đây có một con diều siêu vip. Con diều làm hết nửa tiếng nha các bạn nha. Siêu vip lâu đấy, lâu ấy công cầm vào cầm. Hai ông cháu tiếp tục nhé, đáp con diều 3 mét rồi. Nhìn sao kêu chưa, ra chưa? Ô siêu nhiều bay siêu nhiều nhé. Tí có gió là thử test con diều này nha các bạn nhé. Bay được đó, đúng rồi. À, cô ấy kêu không? Dạ. Cô ấy kêu không? Hello. Kêu đấy. Đang chưa có gió các bạn ạ. Chờ tí xíu là có gió. Đang ráp diều, gần đây chắc trời nó vừa ngắt mưa cho nên là gió nó chưa có. Hai ông cháu đang kết hợp còn ráp còn nhiều đấy. Cỡ ăn đây cụ 71 tuổi. Ngày chưa hết. Rồi đang cột cho hai thêm công bằng 2 dây đuôi. Rồi bắt đầu chuẩn bị một dây đuôi đằng sáng chữ A. Đang lắp, con lắp nhiều bay đi. Hả? Hai đồ đang lắp nhiều nha. Nó làm màu đó. 3 màu luôn rồi. Cộng 3 hả? Làm lâu không? Khá là lâu. Lâu khoảng 2 tiếng rồi. Không tới luôn rồi. Nhắm kêu rồi. Mấy màu luôn.
về làm nhiều 6 mét rồi. Từ vài mét từ. Ba mỏng. Nhiều mỏng nha, lên. Tiêu nhỏ quá. Tiêu nhỏ nó còn chạy lên. Ngon lành cành đào.